Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh flan mà mình không cần phải hấp hoặc là nướng hơi nước ở trong lò. Với công thức này thì bánh cho ra rất là mềm, ha, mịn và thơm nữa. Tại vì Diễm thay kem tươi bằng nước cốt dừa đó. Cho những ai thích nước cốt dừa thì cái công thức này ngon lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị những cái ly để mình cho bánh vào. Thì mình chuẩn bị 8 cái ha. Ly nhỏ hay lớn thì tùy mình thích thôi. Cái ly này thì Diễm mua ở trong IKEA. Bây giờ mình đi làm caramel. Thì Diễm chuẩn bị sẵn 150g đường cát ha, 60ml nước nè. Và mình sẽ chuẩn bị sẵn thêm 30ml nước nữa. Để tí xíu mình thắng caramel xong mình cho vào ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái nồi để mình làm caramel. Thì cái nồi mình nên chọn cái đế nó dày thì mình làm nó đều cái caramel của mình, cái màu nó sẽ đẹp hơn. Diễm cho đường cát vào trong nồi. Tiếp theo mình sẽ cho cái nước là 60ml vào luôn ha. Bắt lên bếp thì mình cứ để cái lửa lớn nhất, còn nếu mình làm chưa quen thì mình cũng có thể để cái lửa trung bình cao. Mình nấu cho cái nước đường này sôi lên á. Mình muốn khuấy cũng được mà không khuấy cũng được. Đó, khi mà mình thấy nó sôi bùng lên như vậy thì mình nên kiểm tra thường xuyên nha. Bắt đầu từ lúc mà mình thấy cái đường á, nó chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy là mình phải đứng mình canh. Tại vì nó rất là nhanh, mình quay đi quay lại là có thể nó đã màu đen luôn đó. Khi mà mình thấy đường á, nó chuyển sang cái màu cánh gián hơi đậm tí xíu ha. Đó là như vậy. Thì mình lấy cái nước á, 30ml á, mình cho vào liền. Cẩn thận nha, rất là nóng. Mình nhắc cái nồi lên, mình đảo sơ và mình nhắc ra khỏi bếp luôn nha. Nhắc ra khỏi bếp thì mình sẽ cho vào những cái ly mà mình chuẩn bị sẵn á. Mình cứ chia đều ra thôi. Đó, cho vào thì mình lắc nhẹ cho cái phần caramel nó tráng đều ở dưới cái đế ly. Sau đó mình sẽ để cho cái caramel này nó đông lại hoặc là nó nguội ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần flan. Thì Diễm dùng ở đây là 4 cái lòng đỏ trứng gà. Mình không sử dụng lòng trắng ha. Tại vì lòng trắng á, nếu mà mình làm không chín kỹ ăn rất là khó tiêu. Trong công thức này mình chỉ sử dụng lòng đỏ thôi. Hôm nay á, thì thay vì dùng cái phần kem tươi á, Diễm sẽ sử dụng nước cốt dừa. Mình cần là 400ml. Diễm sử dụng coconut milk. Và mình đông thêm 400ml sữa tươi không đường ha. Mình cũng cho vào trong nồi luôn. Về đường thì Diễm dùng 80g, cái cân lượng mà bằng muỗng hoặc bằng cốc thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Mình cho thêm 1/5 muỗng cà phê muối ha. Bắt cái nồi sữa và nước cốt dừa lên bếp, mình để cái lửa lớn và mình sẽ làm nóng ha. Thì cái nhiệt độ tối đa của cái sữa này là 80 độ C nha. Mình khuấy nhẹ tay cho tới khi nào mình cảm giác ở dưới cái đế nồi giống như nó hơi sôi nhẹ và cái hơi nước nó bốc lên trên cái mặt của sữa. Thì mình nhắc ra khỏi bếp. Và mình đánh tan 4 cái lòng đỏ đó. Sau đó mình sẽ cho từ từ cái hỗn hợp sữa và nước cốt dừa vào. Đầu tiên mình cho tí xíu thôi ha. Tại vì nó nóng á, nếu mà mình cho nhiều nó làm chín cái lòng đỏ quá lại không có ngon. Đó, mình cứ cho từ từ như vậy. Diễm để nguyên cái thời gian mà Diễm chế cái hỗn hợp sữa vào trứng luôn. Và mình khuấy đều tay. Lúc này cầm cái nồi sữa nó nặng lắm luôn á. Đó, mình khuấy đều và mình cho hết vào. Khi mà mình thấy cái lòng đỏ nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp sữa thì mình sẽ đổ nó qua một cái đây ha, đổ vào lại cái nồi mà hồi nãy mình nấu sữa đó. Và cái phần này mình bỏ đi nha. Diễm sẽ đi ngâm gelatin, thì Diễm dùng ở đây là 8 lá gelatin thì tương đương với lại 4 muỗng cà phê bột gelatin ha. 8 lá này thì Diễm cân tổng cộng được 13g á. Và ngâm gelatin thì mình sẽ ngâm bằng nước thật là lạnh nha. Mình không ngâm nước nóng sẽ làm cho gelatin nó tan đó. Mình ngâm trong vòng 5 phút là được. Khoảng 2-3 phút sau thì mình bắt cái nồi trứng sữa lên bếp ha. Và mình để ở cái lửa trung bình cao nha. Mình sẽ làm cho cái hỗn hợp này nó nóng lên. Mình chỉ cần làm cho nó nóng thôi ha. Không có cần làm cho nó sôi. Tại vì nó sôi thì nó sẽ hơi đặc lại, Diễm thấy không có ngon. Khi mà mình thấy nó bốc hơi nước nhẹ đó thì mình lấy liền mấy cái lá gelatin á. Đó, mình cầm lên mình vắt cho nước nó ráo tí xíu.
và mình cho liền vào trong cái hỗn hợp trứng sữa. Khuấy nhẹ tay cho gelatin nó tan đều. Khi mà mình thấy tan đều rồi thì mình nhắc khỏi bếp được. Dưới cách làm này thì cái bánh của mình nó rất là thơm rồi, nó không hề có cái vị tanh của trứng, nhưng mà Diễm thích cái mùi nó thơm hơn nữa. Vì vậy Diễm cho thêm một muỗng cà phê tinh chất vani, cái này là tùy mình thích nha. Mình khuấy thêm một lần nữa cho nó thật là đều. Rồi bây giờ mình chia ra những cái ly ha. Thì mỗi ly á, nó khoảng từ 120 cho tới 130ml á. Hoặc là mình cứ múc xong rồi mình chia đều ra 8 ly là được. Nếu mà trên mặt á, nó có những cái bọt khí thì mình làm nó bể đi ha, cho cái bánh của mình nó đẹp hơn thôi. Mình để ở đây cho nguội ha, khi nguội rồi mình mới mang, mình cất vào trong tủ lạnh. Sau 2 tiếng á, thì Diễm kiểm tra, Diễm thấy nó nguội rồi. Nhưng mà cái lúc này á, nó chưa có đông lại đâu nha, còn rất là lỏng á. Mình sẽ mang mình cất vào trong tủ lạnh. Diễm thấy ngon nhất á, là mình để qua đêm ha, hoặc là ít nhất 8 tiếng á, thì cái caramel nó mới chảy ra, cái bánh nó mới ngon. Đây là Diễm để được 12 tiếng ở trong tủ lạnh nè. Đó, mình thấy nó đã đông lại và cái phần caramel ở bên dưới á, cái màu đẹp lắm luôn. Lấy bánh ra thì mình xoay một vòng ha, xung quanh cái thành ly, hoặc là mình ngâm cái ly này vào trong nước nóng tí xíu á, rồi mình lấy ra dễ dàng lắm. Đắc nhẹ là cái bánh nó rơi ra thôi. Bánh này á, ngon nhất là mình ăn lạnh. Nếu mà nhà mình có tiệc á, mình có thể làm trước rồi mình để ở trong tủ lạnh, vừa tiện mà lại rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những cái bánh flan thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.